Chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để tim và làn da giúp bạn. Đối với trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên, bé thường cho tay vào miệng hoặc là bớ được bất cứ thứ gì bé đều cho vào miệng cắn. Điều này vừa gây mất vệ sinh vừa gây nguy hiểm cho bé. Chính vì vậy mà bố mẹ cần sắm cho bé yêu một miếng cắn răng rất tiện lợi và an toàn để bé có thể thoải mái hơn. Hôm nay Tip Plaza sẽ giới thiệu tới các mẹ 7 dòng dư hiệu miếng cắn răng tiện lợi cũng như là an toàn nhất cho bé yêu của mẹ được tất cả các mẹ tin dùng ạ. Thương hiệu đầu tiên tôi muốn giới thiệu tới các mẹ đó là miếng xúc sắc cắn răng K-pop. Với sản phẩm này, thiết kế màu sắc rất bắt mắt cùng với các yếu tố như âm thanh thì các mẹ xúc sắc sẽ có tiếng ạ, giúp phát triển các giác quan của bé, đồng thời giúp massage răng lợi của bé một cách tốt hơn. Sản phẩm có nhiều hình khác nhau cho các mẹ lựa chọn ạ. Đây là hình một chiếc đàn ạ, với quai cầm giúp bé có thể cầm nắm một cách dễ dàng nhất ạ. Thương hiệu thứ hai mà tôi muốn giới thiệu tới các mẹ đó là dòng sản phẩm miếng cắn răng lúc lắc ạ. Với sản phẩm này sẽ có 3 miếng, 3 vòng tròn với thiết kế các một vòng tròn với màu sắc khác nhau như màu trắng trong, rất dẻo, giữ mát lâu, không chứa chất lỏng bên trong, giúp dùng để chườm mát và massage lợi cho bé một cách thoải mái nhất. Với màu cam mềm, có sự đàn hồi cao, đồng thời dùng để cho bé tập cắn và massage nhẹ nhàng khi những chiếc răng đã nhú lên. Và màu cuối cùng đó là màu vàng, chắc chắn và giúp massage tăng cường cho răng của bé. Sản phẩm này sẽ có hai loại cho các mẹ lựa chọn, đó là với 3 vòng. Còn đây là 2 vòng. Tiếp theo thương hiệu mà tôi muốn giới thiệu tới các mẹ đó là dòng thương hiệu nổi tiếng Simba. Sẽ có 2 mùi và 2 màu cho các mẹ lựa chọn. Màu cam là mùi hương cam ạ, có hình bàn tay rất ngộ nghĩnh ạ. Còn đây là mùi hương chanh. Có 2 mùi cho các mẹ lựa chọn thoải mái cho con yêu của mình với mùi khác nhau. Với được làm từ chất liệu nhựa silicone mềm mại, chất liệu nhựa dẻo, dễ đàn hồi, giúp thích hợp với bàn tay nhỏ nhắn của bé. Đồng thời, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này cho con vì độ an toàn cũng như là chất lượng cao. Với màu sắc bắt mắt này sẽ giúp các giác quan của bé phát triển một cách tốt hơn. Thương hiệu thứ tư tôi muốn giới thiệu tới các mẹ đó là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Gomi, một thương hiệu rất được các mẹ thế giới tin dùng ạ. Sản phẩm được thiết kế với nhiều hình dáng và màu sắc bắt mắt khác nhau, giúp kích thích cho trẻ. Các mẹ có thể thấy đây là phần cắn răng có hình hoa quả, còn đây là hình tam sắc ạ. Được làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho con yêu. Với sản phẩm này sẽ giúp massage cũng như là giúp kích thích lợi của bé phát triển một cách tốt hơn. Đồng thời với sản phẩm rất bổ ích đáng yêu này sẽ giúp bé thích thú hơn ạ. Tiếp theo một thương hiệu mà tôi muốn giới thiệu tới các mẹ tới từ Nhật Bản đó là gặm lưới hình chuối Happy Ear. Với thiết kế giống một quả chuối như này cùng với phần tay cầm sẽ giúp bé dễ dàng cầm nắm, đồng thời giúp tăng khả năng cầm nắm của bé một cách tốt hơn. Sẽ sử dụng được dành cho các bé từ 3 tháng tuổi trở lên ạ. Với chiếc gặm lưới này có tác dụng massage vùng lưới bị ngứa cho bé. Gặm lưới mềm, dễ cầm và không bị trơn, giúp bé bỏ được thói quen ngậm tay mất vệ sinh ạ. Tiếp theo tôi muốn giới thiệu tới các mẹ một dòng sản phẩm khác đến từ thương hiệu Dr. Brown ạ. Cái thiết kế giống như một miếng dưa hấu ạ, sẽ giúp kích thích, cùng với màu sắc này sẽ giúp kích thích vị giác của bé phát triển. Đồng thời với sản phẩm này sẽ giúp massage lưỡi, phần lưỡi của bé tốt hơn ạ, giúp bé thích thú ạ. Và một thương hiệu cuối cùng tôi muốn giới thiệu tới các mẹ đó là thương hiệu DJ ạ. Với sản phẩm xúc sắc gặm lưới có phần dây đeo rất là tiện lợi cho các bé. Với phần xúc sắc này mẹ có thể dễ dàng cầm và phù hợp với bàn tay nhỏ nhắn của bé, an toàn khi bé cho vào miệng. Với phần gắn dây đeo vào áo để giúp bé gặm lưới không bị rơi,
đồng thời giúp giữ vệ sinh và có thể cho bé tự chơi với sản phẩm này ạ. Đồng thời sản phẩm phát ra những tiếng xúc giác vui tai giúp bé kích thích được thính giác tốt hơn ạ. Hy vọng với những thương hiệu nổi tiếng trên tôi đã giới thiệu tới các mẹ sẽ có một sự lựa chọn thông minh nhất. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng của hệ thống Kid Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kidplaza.vn hoặc liên hệ từ số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách